Theo Tổng cục Hải quan, đến nay Cổng Thông tin Một cửa Quốc gia đã có 140 thủ tục hành chính của 12 bộ, ngành, kết nối và xử lý hơn 1,7 triệu hồ sơ của 25.800 doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo thống kê của một số tổ chức, thì đến nay vẫn còn khoảng hơn 50% doanh nghiệp gặp vướng mắc khi tìm hiểu thông tin về thủ tục xuất nhập khẩu. Với mong muốn hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC phát triển một phần mềm dạng web có chức năng cung cấp thông tin quy trình và các giấy tờ cần thiết, thực hiện cũng như tổng thời gian thực hiện mỗi bước thủ tục và thông tin về các tổ chức, cơ quan quản lý liên quan của mỗi thủ tục. Chúng tôi cũng đã có một cái chuyến làm việc đến Việt Nam nhằm xác định được nhu cầu của quốc gia cũng như cũng gặp mặt với các bên liên quan từ những lĩnh vực công đến những lĩnh vực tư. Và một trong những cái vấn đề mà chúng tôi phát hiện đó là thông tin về việc các cái thủ tục thương mại cũng như là hoạt động xuất nhập khẩu thì chưa được phổ biến và công bố một cách phù hợp. Và ngoài ra thì những cái quy định cũng như là những cái quy trình thay đổi mà không có những cái thông báo dẫn đến cái việc mà chi phí cho các doanh nghiệp tăng lên trong việc thu thập những cái thông tin và những nó cũng gây khó khăn trong việc mà chúng ta có thể dự đoán một cách chính xác là thời gian cũng như là chi phí xuất nhập khẩu của các cái giao dịch thương mại quốc tế là như thế nào. Và chính vì vậy cho nên là với những lý do này thì ITC đã hỗ trợ chính phủ Việt Nam để tuân thủ với một trong những cái quy định về minh bạch hóa của Tổ chức Thương mại Thế giới cũng như là Hiệp định Tự do Thương mại Thế giới thông qua việc cung cấp những cái chức năng trong việc quy trình xử lý các cái thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Và cái cổng thông tin này cũng cho phép chúng tôi cho phép những người sử dụng cũng như là doanh nghiệp có thể nhìn thấy từng bước cần thiết trong cái hoạt động giao dịch xuất nhập khẩu cũng như là những cái thông tin mà có thể minh bạch nhất cho các cái doanh nghiệp với một cái giao diện nó rất là thân thiện với người dùng. Đây là một kênh thông tin rất hữu ích cho các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý vì chỉ cần truy cập vào địa chỉ http://vietnam.chessportal.org là có thể biết đầy đủ thông tin về quy trình thực hiện thủ tục xuất khẩu của mỗi mặt hàng. Việc quy trình hóa các bước thực hiện thủ tục xuất khẩu gián tiếp sẽ thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu vì doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt thủ tục, đồng thời các cơ quan quản lý có cái nhìn tổng thể về những thủ tục liên quan trong hoạt động xuất nhập khẩu của mỗi mặt hàng.